Các bạn thân mến, chị đã quay trở lại cùng với các bạn rồi đây. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa một cái đề nhé. Như đã hứa cùng với các bạn thì buổi tối ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn chữa một cái đề đúng không nào. Và hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây đây, về chúng ta có thể chữa đề ngày hôm nay cùng với nhau. Hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi và nhanh chóng chia sẻ vào các group giúp chị nhé. Được không nào? Các bạn ơi, các em đã lên chưa nhở? Để chúng ta có thể bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau. Được không nào? Các bạn ơi, gửi lời chào tới chị nhé. Gửi lời chào tới chị để chúng ta có thể bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau. Chị rất là hy vọng là các bạn đã có thể lên rồi. Được không ạ? Hiện tại đã có khoảng 50 bạn đang lên xem phần livestream này rồi. Chị biết là các em đang rất là mong đợi, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi chữa đề. Và chị nghĩ rằng là các bạn sẽ có được một cái định hình rất là tốt nếu như mà ngày hôm nay các bạn tham gia cùng với chị, thì chúng ta sẽ xác định được xem là cái đề đại học nó sẽ bao gồm những câu gì và cụ thể là chúng ta sẽ phải làm như thế nào, trình bày ra sao. Nên là chị rất là hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream ngày hôm nay cùng với chị rồi. Được không nào? Cảm ơn các bạn 2K vẫn còn xem phần livestream của chị. Chị không biết, đối với chị thì đấy là một cái điều rất là vui và rất là hạnh phúc, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì các em vẫn rất là quan tâm tới những cái phần phát trực tiếp này của chị. Được không nào? Đợi khoảng 2 phút rồi chúng ta sẽ nhá, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau và chúng ta sẽ cùng làm một cái đề nhá. Và bây giờ thì chị sẽ quay cái đề đấy để cho các bạn có thể nhìn. Được không ạ? Chị sẽ quay cái đề này để cho các bạn có thể nhìn nhá. Ok em, các bạn đợi chị một chút xíu. Ôi, nó bị che mất. Các em ơi, các bạn đã nhìn được đề chưa nhở? Các em có nhìn thấy đề không? Các em có nhìn thấy đề không nào? Đây sẽ là đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ làm với nhau. Được không ạ? Đây sẽ là đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ làm với nhau. Và tất nhiên rồi, chị sẽ cùng làm với các bạn cái đề này. Chị sẽ cùng làm với các bạn cái đề này ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và chị hy vọng là với cái phần chữa đề... Chị rất xin lỗi vì chị không hiểu chị cầm kiểu gì mà chị xé vở luôn. Rồi, chúng ta sẽ cùng làm cái đề này với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và các bạn ơi, các em nhanh chóng tắc bạn bè của mình vào để buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau làm một cái đề chị nghĩ đã rất là hữu ích đối với các bạn đấy. Được không ạ? Rất là hữu ích đối với các bạn đấy. Rồi, các em nhìn này, chúng ta có một cái đề. Câu 1 đọc hiểu. Bao giờ cũng vậy, ở trong đề thi đại học thì chúng ta sẽ có 3 câu. 2 phần. Phải không ạ? Phần 1 chúng ta sẽ có phần đọc hiểu. Đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau làm cái phần đọc hiểu này trước nhá. Được không ạ? Đúng rồi, ở trong sách săn 8 cộng nhá. Chính xác, chính xác. Đây là ở trong sách săn 8 cộng của chị. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau làm cái đề này. Chúng ta nhìn này. Được chưa nào? Quê hương thứ nhất, câu đọc hiểu 3 điểm này. Đọc đoạn, đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4. Được chưa ạ? Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên. Quê hương thứ hai của chị ở nông trường Hồng Cúm. Hạnh phúc mà chị đã mất đi từ 7-8 năm trước, nay ai ngờ chị lại tìm thấy ở một nơi mà chiến tranh đã xảy ra ác liệt nhất. Ở đây, trong những buổi lễ cưới, người ta tặng nhau một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối đã tiệt đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này, và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng. Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hy sinh. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy. Được chưa nào? Các em có biết đây là trong tác phẩm nào không ạ? À chính xác, đây là một cái đoạn văn trích trong tác phẩm Mùa Lạc. Được không nào? Đây là một cái đoạn văn trích trong tác phẩm Mùa Lạc. Các em lưu ý giúp chị nhé. Đây là một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Khải. Và nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì khi mà nói với các bạn về hình ảnh gì ạ?
Khi mà nói với các bạn về hình ảnh tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân thì chị vẫn luôn lấy đây là một cái dẫn chứng để các bạn có thể làm, phải không ạ? Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiển hình từ những gian khổ hy sinh. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Và điều cốt yếu là chúng ta phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới đó. Chúng ta sẽ làm câu 1, phần đọc hiểu các em nhé. Câu 1, được không nào? Chúng ta thấy câu hỏi ở đây là chỉ ra phương thức biểu đạt, đúng không ạ? Được sử dụng kết hợp trong đoạn văn. Hãy nhớ này, phương thức, các phương thức biểu đạt sử dụng kết hợp, vậy thì chắc chắn nó sẽ phải nhiều hơn, ít nhất nó phải là 2, nhiều hơn hoặc bằng 2 phương thức, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên này, nếu như mà đọc thì đây là một cái câu chuyện, mà đã là câu chuyện thì chắc chắn nó sẽ phải là tự sự rồi. Phương thức biểu đạt đầu tiên phải có là tự sự rồi, phải không ạ? Và chúng ta cũng có thêm những cái đoạn ví dụ như này. Ở đây trong những buổi lễ người ta tặng nhau một quả mìn đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối, một quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi quả bom, được không? Thì chúng ta có thể thấy rằng là gì đó? Chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng là chúng ta thấy được ở đây biện pháp tu từ được sử dụng là gì nhỉ? Biện pháp chúng ta được sử dụng, biện pháp tu từ, à chị xin lỗi nhá, chị xin lỗi, phương thức biểu đạt được sử dụng ở đây là gì nữa? Là miêu tả các em nhé. Được không nào? Là miêu tả, phải không ạ? Là miêu tả các em nhé. Và chúng ta cũng có thêm ở đây cái việc bộc lộ cảm xúc ở đây, đó chính là biểu cảm. Vậy là đây là một cái đoạn văn kết hợp cả gì ạ? Kết hợp cả phương thức tự sự, miêu tả và biểu cảm. Được chưa nào? Hãy nhớ điều này giúp chị. Nếu như câu hỏi của chúng ta mà đề cập đến việc là các phương thức sử dụng kết hợp thì chắc chắn là nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 2 phương thức. Và chúng ta sẽ dựa vào gì ạ? Chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm của từng phương thức để làm điều này giúp chị. Được không nào? Việc dựa vào từng, chúng ta sẽ dựa vào từng cái đặc điểm để chúng ta làm. Thì ở đây rõ ràng là chúng ta đã có những cái đặc điểm riêng của tự sự là gì rồi, miêu tả là gì rồi, biểu cảm là gì rồi. Ok chưa ạ? Nhá. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang câu 2. Nhà văn đã kể gì về nhân vật chị trong đoạn trích? À, đây là một cái câu hỏi khá là thú vị, phải không ạ? Nhà văn đã kể gì ạ? Nhà văn đã kể gì về nhân vật chị trong đoạn trích này, theo các bạn? Là gì ạ? À, thứ nhất, cái đoạn này này, là người ta nói về hình ảnh người chị có 2 quê hương, phải không ạ? Đây là hình ảnh đầu tiên, đây là cái lời kể đầu tiên và nội dung kể đầu tiên. Nội dung kể đầu tiên chính là kể về người chị có 2 quê hương ở trong này, phải không ạ? Một quê hương là gì ạ? Một quê hương là Hưng Yên, còn một quê hương là nông trường Hồng Cúm. Nhớ nhá, nhớ điều này giúp chị nhá. Ok chưa ạ? Và nội dung thứ hai là chị là một người từng có một quá khứ rất bất hạnh, phải không nào? Đã từng có một quá khứ bất hạnh, và đây chính là 2 cái nội dung mà chúng ta cần đề cập. Vậy thì các em có thể trả lời câu thứ hai: nhà văn đã kể về nhân vật chị, 2 chấm. Thứ nhất, chị là một người có 2 quê hương, và chị là một người từng có quá khứ đau khổ bất hạnh, ví dụ như vậy. Ok chưa nào? Nhớ giúp chị nhá. Cách trình bày làm trong cái phần đọc hiểu này cực kỳ là ngắn gọn, nên là các bạn sẽ lưu ý giúp chị, chúng ta không nên dài dòng. Được chưa nào? Trong những trường hợp cần thiết chúng ta có thể gạch đầu dòng, không có vấn đề gì cả, miễn là nó phải rõ ràng. Bởi vì chị đã nói rồi, chủ yếu ở trong cái phần đọc hiểu này là cái bài mà tặng cho các em điểm. Nhưng mà không có nghĩa tặng cho các em điểm là các em có thể lấy dễ dàng nhá. Như năm vừa rồi các bạn đi thi đấy, các bạn 2K1 thi đấy, không phải chuyện đơn giản đâu. Tưởng là đơn giản nhưng mà lại không hề đơn giản đâu. Những cái câu hỏi chính mất điểm là bởi những cái câu đọc hiểu chứ không phải câu nào khác. Nên là các bạn phải hết sức cẩn trọng trong việc làm câu này, được không ạ? Như chị đã nói, đa số là những cái dạng đề văn năm nay hay là từ năm trước rồi, chúng ta thấy rằng cái câu đọc hiểu ấy, chủ yếu là người ta thấy cái kiến thức thông hiểu ở đây rất là nhiều. Có nghĩa là anh chị phải đọc văn bản đó và các anh chị phải thực sự là hiểu về văn bản đó. Đây các em nhìn rõ hơn chưa? Các bạn ý đang bảo là hơi mờ, không nhìn được à? Bạn nào mà có cuốn săn 8 cộng thì có thể bỏ ra nhá, được không nào? Bạn nào mà có cuốn săn 8 cộng thì có thể bỏ ra giúp chị, được chưa nào? Ok không nào? Nếu như mà bạn nào có cuốn săn 8 cộng thì nhanh chóng bỏ ra giúp chị.
Được không ạ? À? Bởi vì ở trong đấy thì có cái đề này và chị đang chữa cái đề này cho các bạn để các bạn hiểu hơn đây. Rồi, tiếp tục này. Câu số 3 chúng ta có. Anh chị hiểu gì về cuộc sống và con người thời đó qua câu văn? Ở đây, trong những buổi lễ cưới, người ta tặng nhau một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối đã tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này, và những cái võng nhỏ của trẻ con Tết bằng ruột dây dù rất óng. Được không ạ? Các bạn ơi, nội dung gì ạ? Các bạn hiểu nội dung gì ở đây ạ? Cuộc sống như thế nào nhỉ? Chúng ta có ở đây như thế nào nhỉ? À, đây là hình ảnh của cuộc sống của con người ở thời hậu chiến. Rất là gian khổ, rất là giản dị, phải không ạ? Thế nhưng mà con người vẫn biết vươn lên và vượt qua những cái điều khó khăn đó để hướng tới niềm tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Đó chính là hai nội dung mà chúng ta có thể nhìn ra ở trong câu số 3 này. Được chưa nào? Anh chị hiểu gì về cuộc sống và con người thời đó? Cuộc sống thời đó thì rất là cực khổ, phải không ạ? Cuộc sống thời đó rất là cực khổ, rất là giản đơn, bởi vì làm gì có nhiều về vật chất đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng là trong những cái gian khổ và thiếu thốn đó, hình ảnh con người vẫn biết vươn lên trong cuộc sống và vượt qua những cái khó khăn để hướng tới niềm vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Hãy nhớ nhá, câu hỏi ở đây có hai vế. Thứ nhất là hiểu gì về cuộc sống và thứ hai là hiểu gì về con người. Thế nên câu trả lời của các bạn cũng phải đáp ứng giúp cho chị hai ý này. Được chưa ạ? Đừng chỉ trả lời một ý là về cuộc sống, hay là cũng đừng chỉ trả lời một ý là về con người, mà chị muốn là các bạn sẽ phải đáp ứng cho chị cả hai cái ý, cả về cuộc sống và cả về con người. Ok chưa nào? Nhớ điều này giúp cho chị nhá. Rồi, bây giờ chúng ta có câu 4 á. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua ranh giới ấy. Quan điểm của anh chị về câu nói của nhà văn Nguyễn Khải như thế nào? À, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Trong rõ ràng là nếu như hiểu theo nghĩa của câu nói này, chúng ta sẽ có một cái ý nghĩa là gì? Chúng ta sẽ có một ý nghĩa là gì ạ? À, chúng ta sẽ có ý nghĩa là... Chúng ta sẽ có ý nghĩa là gì? Là câu nói này khẳng định trong cuộc sống, con người chắc chắn sẽ phải bước qua những cái khó khăn, những cái gian khổ, phải không ạ? Và chắc chắn là sau những gian khổ đó, con người sẽ đến được với hạnh phúc nếu như biết vươn lên. Đây là một cái thái độ sống rất là tích cực, giúp cho con người vượt qua được những thử thách ở trong cuộc đời, vượt qua được những lúc bi quan, tuyệt vọng, đúng không ạ? Và cũng thúc đẩy những người vốn dĩ là sống rất là bi quan thì ở đây có một cái tinh thần vươn lên trong cuộc đời. Ok chưa nào? Vậy là sự lạc quan. Vươn lên. Được không nào? Sự lạc quan vươn lên trong cuộc sống. Ok chưa? Thì đấy, đấy là cái cách mà chúng ta làm câu đọc hiểu. Vậy thì về cái cách trình bày ấy, thì ta chỉ lấy ví dụ đơn giản như này. Chị lấy ví dụ đơn giản là như này thì các em sẽ hiểu ngay. Đây, chúng ta sẽ ghi nhé. Ví dụ đây là cái tờ giấy thi của chúng mình này. Đây là điểm lời phê này. Ok chưa? Đây là người ta có bài làm đây này. Đúng không? Thì chúng đây chúng ta ghi thôi. Câu 1 hoặc là phần 1. Được không ạ? Rồi. Câu 1 hoặc là phần 1 tùy theo. Được chưa ạ? Ví dụ phần 1. Thì đây chúng ta có câu 1 này. Ok chưa ạ? Phương thức biểu đạt. Được không? Phương thức biểu đạt được sử dụng. Trong văn bản là... Nhớ là không viết tắt và không viết sai chính tả. Được không nào? Tự sự. Miêu tả.
biểu cảm. Ok chưa? Hoặc là cách trình bày khác nhá. Cũng với cái câu số 1 này thì các em có thể trình bày viết luôn. Câu 1. Tự sự. Miêu tả. Biểu cảm. Ok không? Như thế này các em vẫn sẽ được điểm tối đa bình thường. Nhưng mà đấy là nói về cái cách trình bày. Được chưa ạ? Rồi. Câu 2, các em cũng ghi luôn nhá. Nếu như có hai cái ý rõ ràng thì các em sẽ ghi luôn. Được không ạ? Ví dụ câu 2 của chúng mình là nhà văn đã kể gì về nhân vật chị trong đoạn trích? Thì em có thể ghi là gì ạ? À, nhà văn đã kể về nhân vật chị được không? Sao chúng ta sẽ ghi ý đầu tiên là gì ạ? Chị có hai quê hương. Và ý thứ hai các em có thể xuống dòng và thẳng cái đấy. Đó là gì ạ? Chị có một quá khứ như thế nào đấy? Để người chấm người ta nhìn thấy rất là rõ ràng và người ta có thể nhanh chóng cho các em điểm luôn. Được không ạ? Ví dụ là như vậy. Hiểu chị không nào? Tức là các em không nhất thiết phải gạch đầu dòng nhưng các em vẫn tạo ra cái sự rõ ràng trong cái việc làm bài của mình. Ok không? Như thế thì người chấm sẽ cho điểm các em rất là dễ dàng. Được chưa ạ? Sau đó thì các em sẽ viết câu 3. Câu 3 người ta hỏi về hai ý đúng không? Thì đây các em sẽ trình bày theo đúng hai ý đấy. Ý thứ nhất là hỏi về cuộc sống này. Anh chị hiểu gì về cuộc sống và con người này? Thì em sẽ ghi luôn là thứ nhất là về cuộc sống. Thứ hai là về con người. Được chưa? Tức là nói đi nói lại, nói tái nói hồi thì suy cho cùng là chúng ta làm cái câu này chúng ta cũng phải đảm bảo cái sự gọn gàng trong việc trình bày. Được không ạ? Trong nhiều trường hợp các em sử dụng gạch đầu dòng cũng không có ai trừ điểm các em hết. Chị nói thẳng thắn là như vậy. Không có lý do gì để mà trừ điểm các em cả. Nhưng ở đây lời khuyên của chị là các em chỉ cần viết rõ ràng như vậy thôi. Ok chưa nào? Nhá. Thì đấy là về cách trình bày và chị cũng vừa chữa cho các em cái câu đọc hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm câu nghị luận xã hội. Được chưa nào? Đây, câu nghị luận xã hội của chúng mình. Đây là câu nghị luận xã hội của chúng ta. Được không ạ? Các bạn ơi, câu nghị luận xã hội của chúng ta như sau. Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh vươn lên trong cuộc sống được gợi từ phần đọc hiểu. À, vậy thì các bạn ơi, các em gạch luôn vào trong đề nhá. Một đoạn văn 200 chữ đây là về dung lượng này, phải không ạ? Nội dung yêu cầu là suy nghĩ của anh chị về sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Ok chưa? Vậy thì trọng tâm mà chúng ta hướng vào sẽ là cái này. Là sức mạnh vươn lên trong cuộc sống các bạn nhé. Ok chưa nào? Đây sẽ là cái nội dung mà chúng ta trọng tâm hướng vào. Được không ạ? Đây sẽ là cái nội dung mà chúng ta trọng tâm. Các em lưu ý giúp chị điều này nhé. Được không nào? Bây giờ chị sẽ cùng với các em sẽ thử làm một cái bài hoàn chỉnh và chúng ta sẽ làm một cái dàn ý thật là chi tiết xem sao. Nhưng mà trước tiên thì chị muốn là các bạn sẽ share cái phần này về trang cá nhân của mình giúp chị. Khi nào mà chị nhìn thấy 100 lượt share thì chị sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ chữa thật là chi tiết cái đề này. Còn nếu không thì thôi chúng mình cứ ngồi đây trò chuyện với nhau cho qua đêm nay nhá. Được không nào? Coi như là một cái sự cổ vũ động viên cho chị thôi. Nên là các bạn nhanh chóng share giúp chị nhá. Hiện tại chị mới chỉ thấy khoảng 35 lượt chia sẻ thôi. Nên là chị đã đang lan tỏa những điều rất là tốt như vậy rồi. Chị cũng mong là các em sẽ góp một cái phần nhỏ xíu của mình vào việc là khiến cho chị cảm thấy là chị có động lực để tiếp tục cố gắng. Dù chị là một người rất là lạc quan, được không nào? Nhưng mà chị lạc quan như thế nhưng chị vẫn cần sự cổ vũ của các bạn chứ. Đúng không ạ? Nhá, nhanh chóng. À, sau khi mà nói xong thì chị đã nhìn thấy 40 lượt chia sẻ rồi. Các bạn ơi, mỗi người chỉ cần một cái thao tác rất là nhỏ thôi. Được không nào? Nhanh chóng nhá, có thể chia sẻ vào các group cũng được. Ok không nào? Nhanh chóng nhá. Trong lúc đấy thì chị sẽ chuẩn bị giấy để có thể làm cùng với các bạn câu nghị luận xã hội này. Ok không? Xin chào Mỹ Nguyệt, xin chào em. Qua đêm nay, sóng gió sẽ về với mình.
xảy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Ok chưa nhở? Sâu thẳm trong mắt em. Chị đã nhìn thấy 45 lượt share rồi, 45 lượt chia sẻ rồi. Nào, mỗi người góp một cái phần nhỏ xíu của mình vào việc là tiếp thêm động lực cho chị nào. Ta xem tí rồi học tiếp, đang cuốn quá. Khổ thân, vào xem phát trực tiếp của chị xong bị bạn cùng lớp bắt gặp à? Có vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Chị đang giảng rất là nhiệt tình cho các bạn thì các bạn cùng nhau xem là chuyện bình thường chứ có gì đâu, đúng không? Đúng không Xuân Hoa? Chị nhìn thấy khổ thân nhở? Kiểu đang ấy bị bạn bắt gặp ấy. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mấy ngàn. Nhanh chóng nhá, 100 lượt share. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Được không nào? 100 lượt chia sẻ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Các em ơi, cố gắng lên. Mỗi người độ 10 lượt share vào các group thì ok ngay, 50 lượt share rồi thì là ok ngay chứ có gì đâu, đúng không? Phải có động lực một tí, làm cái gì nó cũng phấn khởi hân hoan được. Nhanh chóng nhá. Xem tí rồi học tiếp, đang cuốn quá. Chị vẫn buồn cười. Các bạn ấy đang rất là nhiệt tình, đúng không? Rồi, vì sự nhiệt tình của các em nên chị sẽ giảng tiếp, không các bạn lại đợi lâu quá. Được chưa ạ? Rồi các bạn nhìn này, chúng ta có một cái đề nghị luận xã hội ở đây, đó chính là hãy viết một đoạn văn 200 chữ trình bày về sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Hãy nhớ, cốt lõi của vấn đề là sức mạnh. Vươn lên trong cuộc sống. Đây là vấn đề mà tôi sẽ viết. Được không nào? Đây là vấn đề mà tôi sẽ viết. Được chưa ạ? Đây là vấn đề mà tôi sẽ viết và dung lượng mà tôi có là khoảng 200 từ. Chị thấy buồn cười lắm. Tại vì là chị thấy là có nhiều bạn ấy đi lên trên Google search ra các cái bài văn mẫu ấy. Thế xong là bắt đầu là các bạn ý là bắt đầu cãi nhau, tranh cãi ầm ĩ lên, bảo là gì? Cô viết tận 600 từ à? Cô viết tận 700 từ thế kia mà cô bảo em là đây là cái đoạn văn 200 chữ à? Ôi trời ơi, cãi nhau tỏi lên về cái vụ đấy. Cãi nhau tỏi lên, chị không hiểu là như nào. Bây giờ các em đi tham khảo, lên trên mạng tham khảo thì các em phải tôn trọng những cái phần kiến thức người ta cung cấp chứ. Ai đời ở đâu lại có cái, các cái kiểu học sinh mà lại lên xong lại bảo là tại sao thầy cô viết gì mà viết tận gần 1000 từ thế kia? Rồi các thứ. Trời đất ạ, cái điều quan trọng là việc tiếp thu của các em và việc chắt lọc kiến thức, mọi thứ là của các em. Giống như việc chị up những cái bài văn khoảng độ 10 trang giấy ấy. Như hôm nay đấy, chị có up một cái bài về sông Đà rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Chị không phải là đặt cái yêu cầu tối cao là các anh chị ơi, các anh chị đi thi, các anh chị phải viết được y hệt như thế cho em. Mà đây chị, ý chị muốn nói là gì? Ý chị muốn nói ở đây là các em hãy chọn ra những cái gì hay nhất, những cái gì tinh tế nhất, và hãy nhìn vào đấy để biết cách chúng ta, đường chúng ta đi. Hiểu không? Đôi khi tham khảo tài liệu nhưng mà cũng không biết là mình học từ tài liệu đấy như thế nào thì chị cũng chịu các em rồi. Thế nên là đôi khi các em cứ hay nói với chị là em mua đủ các loại sách trên đời rồi, em đủ học đủ các thầy cô trên đời rồi, em mua đủ các loại gọi là nâng cao nâng thấp các kiểu rồi, nhưng mà cuối cùng là các em có biết cách học đâu. Thậm chí các em còn không biết cách chọn lọc cái gì hay và không hay để đưa vào bài văn của mình cơ mà. Thế nên các em cũng đừng có đòi hỏi tại sao điểm văn của các em vẫn chưa cao, được không ạ? Mình có nhiều tài liệu tham khảo thì mình phải biết chọn lọc, mình phải biết cái gì hay để mình đưa vào bài viết của mình chứ. Câu từ đôi khi viết sử dụng cái từ đấy còn không hiểu nghĩa của từ đấy là gì thì làm sao mà đặt để cái từ đấy chính xác và phù hợp được, được không nào? Nên là tôi khẩn cầu các anh chị không nên gọi là ào ạt mà mua sách tham khảo về rồi vứt đấy, hay là bỏ ra chép một cách rất là vô thức, cứ thế là chép vào thôi. Mà các em đọc, các em phải chọn lọc cái gì hay, cái gì phù hợp mới được phép đưa vào trong bài viết của mình,
được không nào? Đấy là một trong số những cái nguyên tắc học văn mà chị muốn các bạn phải thật tỉnh táo trong việc chúng ta đọc và đưa những cái tài liệu vào trong bài viết của mình nhá. Ok không ạ? Chị sẽ không nhắc lại cái này lần thứ hai đâu, nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái này. Hãy nhớ giúp chị, đây là cái vấn đề cốt lõi mà chúng ta sẽ viết, và đây sẽ là cái dung lượng mà chúng ta có để chúng ta hoàn thành. Phải không ạ? Hãy nói cho chị biết một bài văn nghị luận xã hội. Một bài văn nghị luận xã hội thì bằng gì hả các em? Theo các bạn, một bài văn nghị luận xã hội thì bằng gì? Ok, xin chào Ánh My nhá, xin chào em. Các bạn ơi nè, nói cho chị biết theo các bạn, một bài văn nghị luận xã hội thì bằng gì? À, chị xin lỗi các bạn nhá, chị dùng từ này là không đúng rồi. Phải là một đoạn văn nghị luận xã hội thì bằng gì? Một đoạn văn nghị luận xã hội thì bằng gì? Ok, xin chào Hải Yến. Một đoạn văn nghị luận xã hội thì bằng gì hả các em? Trao đổi với chị nhiều vào, hiếm khi có thời gian mà chị phát trực tiếp mà chị chữa cặn kẽ như thế này lắm. Nên là tương tác với chị nhiều vào. Có nhiều đứa cứ than vãn bảo chị ơi em nhắn tin cả tháng trời chị không rep. Nhưng mà vấn đề là một ngày tôi có biết bao nhiêu tin nhắn làm sao mà chị rep hết được. Mà nó lại còn vào hộp tin nhắn chờ nữa thì chị làm sao mà biết được em nhắn tin cơ chứ. Rồi, ok, chị thấy Mai Anh đưa ra cái công thức là bằng mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Đây là điều bất biến rồi, phải không ạ? Nhưng mà trước tiên chị muốn các em xác định giúp chị mở đoạn là cái gì, thân đoạn bao gồm cái gì và kết đoạn bao gồm cái gì. Đấy mới là cái chị đang muốn nói. Ok chưa nào? Ok, xin chào Đức Hoan, xin chào Thủy Tiên. Các bạn ơi, chị biết là bằng mở đoạn cộng thân đoạn cộng kết đoạn rồi. Nhưng mà mở đoạn là cái gì, thân đoạn là cái gì và kết đoạn là cái gì? Đây mới là cái mà chị đang hỏi các bạn và chị muốn các bạn trả lời, phản hồi. Còn cái này thì ai cũng biết rồi. Nó giống như 1 cộng 1 bằng 2 rồi, không cần phải hỏi thêm nữa. Được chưa nào? Rồi ok, phần mở đoạn này chúng ta sẽ có dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Cứ theo dõi nhá, đường dài mới biết ngựa hay, phim hay thì phải chờ đến đoạn kết. Thế nên là các bạn cứ bình tĩnh theo dõi, chúng ta sẽ có được một cái công thức rất là tuyệt vời để làm cái bài nghị luận xã hội này. Và chị sẽ xử lý cho các em cái đề này một cách thật gọn ghẽ. Thế nên các bạn cứ bình tĩnh. Được chưa nào? Rồi, thân đoạn chính xác, làm rõ vấn đề hay nói cách khác là chứng minh vấn đề và bảo vệ cái quan điểm của mình, cái này rất quan trọng. Được chưa nào? Kết đoạn chúng ta làm gì đây? Kết đoạn chúng ta khái quát lại vấn đề và đưa ra thông điệp. Thông điệp rất quan trọng. Vậy là chúng ta có những cái keyword rất là quan trọng nhá. Thứ nhất là đặt vấn đề. Đây là một keyword quan trọng, nhất định phải có. Được không ạ? Tiếp tục, chúng ta có quan điểm. Đây cũng là một cái rất quan trọng. Và thứ ba, thông điệp là một cái rất quan trọng. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sâu hơn một tí nữa. Được chưa ạ? Ở đây, phần dẫn dắt và phần đặt vấn đề chúng ta sẽ có gì ạ? À, phần đặt vấn đề này chúng ta có thể lấy ở phần đề bài. Còn dẫn dắt này thì chúng ta sẽ có công thức sẵn. Tức là chúng ta có thể vạch ra luôn 3, 5, 7 cách dẫn dắt vào. Ok chưa ạ? Nhá, tiếp tục. Ở trong cái phần thân đoạn này này, cái phần này rất quan trọng, thì chúng ta sẽ bao gồm gì ạ? Chúng ta sẽ bao gồm quan điểm, bao gồm dẫn chứng và bao gồm liên hệ. Có thể lật ngược vấn đề nếu như các bạn mong muốn. Nhưng hãy luôn luôn ghi nhớ giúp chị một điều rằng đây là đoạn văn các em nhá. Đây là một đoạn văn nghị luận xã hội. Mà nghị luận xã hội là gì? Nghị luận xã hội là cái cách các em đưa ra cái quan điểm của bản thân mình về vấn đề mà các em đang tiếp nhận. Những cái vấn đề đó sẽ có liên quan trực tiếp tới xã hội, sẽ có liên quan trực tiếp tới con người. Và đó có thể là những vấn đề nhức nhối, có thể là những cái vấn đề mang tính cập nhật thời sự. Nhưng cũng có thể đây là những cái vấn đề mà nó đã xảy ra từ hàng trăm năm trước rồi, nhưng nó vẫn còn giá trị cho tới thời điểm hiện tại. Được không ạ? Thì các bạn hãy lưu ý giúp chị rằng là một trong những cái thứ rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó chính là về mặt quan điểm. Được không ạ? Quan điểm là gì? Quan điểm là việc các em nói rằng việc đó là đúng hay sai, hành động đó là đúng hay sai, chân lý đó là đúng hay sai. Được chưa ạ? Dẫn chứng là gì? Khi các em đã đưa ra một cái quan điểm rồi, các em nói rằng cái áo đấy rất là đẹp rồi, thì bây giờ các em phải có những cái thứ để chứng minh cho cái số 1 mà các em vừa nói, cái áo đó rất là đẹp. Bây giờ các em phải chứng minh là cái chất liệu của nó tốt, kiểu dáng của nó cũng rất là hợp với người Việt Nam, ví dụ là như vậy. Ok chưa nào? Và liên hệ là cái phần mà các em
ứng dụng vào bản thân mình là một công dân ở thời kỳ hiện đại, là một người sống trong thế kỷ 21 thì các em phải như thế nào đối với cái bài học mà các em vừa rút ra được ở trong cái phần mà chúng ta phân tích và chứng minh này. Hiểu chị không nào? Có nhiều trường hợp trước khi nêu ra quan điểm các em sẽ phải giải thích vấn đề, bởi vì có những cái câu nói bây giờ ấy, thường người ta sẽ lấy những cái câu nói hoặc là những cái vấn đề liên quan tới phần đọc hiểu, thì ở đây đôi khi các em sẽ phải giải thích. Nếu như người ta cho ra câu nói mà những cái câu nói nó mang cái nghĩa chìm, nghĩa ẩn ở dưới ấy, thì các em buộc lòng phải giải thích. Ok chưa ạ? Hãy nhớ điều này giúp cho chị nhá. Thì ở đây dẫn chứng chị luôn luôn khuyên các bạn chúng ta chỉ nên sử dụng 1 cho tới 2 dẫn chứng thôi. Không nên sử dụng quá nhiều, quá tham lam để rồi nêu ra dẫn chứng mà người ta chả hiểu là các em đang nói gì. Việc nêu ra dẫn chứng và tìm ra được một cái khía cạnh phù hợp để vận dụng một cái đó một cách linh hoạt thì cũng là một cái hết sức là quan trọng. Nên chị mong muốn là các bạn, thay vì việc các bạn cứ lan man trong 5-7 dẫn chứng, 5-7-10 dẫn chứng, thì các em hãy lựa chọn 1-2 dẫn chứng để phân tích một khía cạnh phù hợp, phân tích một cái khía cạnh đó sâu sắc thì nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều. Được chưa nào? Nhá. Và ở phần liên hệ này thì hãy luôn luôn đặt trong cái tâm thế của các em. Như vậy, suy cho cùng, điều quan trọng nhất tạo nên một bài văn, một đoạn văn 200 từ thuyết phục người khác, đó là tính chân thật. Hãy viết một bài văn thật chân thật. Đó là quan điểm mà các em suy nghĩ thật, được không nào? Đó là quan điểm mà các em suy nghĩ thật, là dẫn chứng có thật, và thông điệp này cũng là một cái thông điệp mang giá trị thật, thì chắc chắn bài văn của em cũng sẽ ăn điểm thật, và thậm chí là sẽ ăn đến 1,75 hoặc 2 điểm tùy vào người chấm. Được không nào? Ok chưa? Thì hãy nhớ giúp chị điều này, bởi vì chị nghĩ là cái công thức này cũng rất là quan trọng đấy. Đôi khi các bạn cứ nói rằng là chị đang nói những cái thứ mà ai cũng nói rồi, nhưng mà có thể thực tế là các em chưa hiểu được bản chất của cái này. Chính vì chưa hiểu được bản chất, thế nên các bạn không làm được, các bạn không có một cái bài văn khúc chiết được cũng là chuyện bình thường thôi. Ok chưa nào? Đây là cái mà chúng ta có, và nếu như các em vận dụng tốt điều này, chắc chắn là các em sẽ có được một cái đoạn văn rất ok. Ok không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái đề này nhé. Sức mạnh vươn lên trong cuộc sống của con người, phải không ạ? Chúng ta có đề bài ở đây là sức mạnh vươn lên trong cuộc sống của con người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái đề này với chị. Nếu như mà các bạn vote cho chị nhiều, các bạn ủng hộ chị nhiều, thì có thể là một ngày đẹp trời nào đấy chị sẽ chuyển sang ngành nghề là chị sẽ không chỉ gạch dàn ý mà chị sẽ ngồi cùng các bạn để viết bài luôn. Và chị nghĩ đấy là một cái điều mà các bạn rất là mong mỏi đấy, chứ không phải là bình thường đâu. Nhưng mà chị muốn là chị phải nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn cơ. Chứ còn nếu như mà cứ khoảng chỉ có gần khoảng 80 đến 100 bạn xem như thế này thì chị cũng thấy chưa ok lắm, chưa cảm thấy hào hứng lắm. Thế nên là nếu như mà các bạn mong mỏi một ngày chúng ta có thể ngồi lại cùng với nhau để chỉ cho nhau viết từng câu văn, thì các em hãy like, hãy share cho chị nhá, hãy comment và tương tác với chị nhá, được không nào? Chị rất mong mỏi điều đấy, được không ạ? Người ta bảo rồi, cuộc sống này là gì ạ? À, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình mà. Chị đang cho đi rất là nhiều những cái giá trị tốt đẹp, và chị cũng hy vọng là chị cũng sẽ nhận được lại những cái giá trị tốt đẹp mà các em đồng hành cùng với chị. Tình cảm các em chỉ cần trao tình cảm của các em cho chị thôi, còn lại mọi thứ cứ để chị lo, không vấn đề gì cả. Nhưng mà trước tiên thì chị cực kỳ mong muốn là các em phải ủng hộ chị cơ, được không ạ? Thế nên là hãy quan tâm tới chị nhiều hơn nhá, được không? Rồi, các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại để viết một cái bài văn, viết một cái đoạn văn. Chị sẽ chỉ gạch ý cho các bạn thôi nhá. Rồi, chúng ta có đề bài là sức mạnh vươn lên trong cuộc sống, phải không ạ? Rồi, sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Trước tiên chúng ta mở đoạn. Bao giờ cũng vậy, mở đoạn thì bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Và vấn đề mà chúng ta có ở đây là sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Được không ạ? Lấy một ví dụ đơn giản, được không ạ? Đó là gì? Trong quá trình trưởng thành, có thể
Bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bạn sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Được không ạ? Những lúc như thế, những lúc như vậy, hãy nghĩ về thông điệp mà Nguyễn Khải được không ạ? Hãy nghĩ về thông điệp mà Nguyễn Khải truyền tải qua những dòng viết của mình, qua dòng viết của mình. Về sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Ví dụ như vậy. Ok không? Chị xin phép viết tắt nhá, nhưng mà đi thi thì các bạn không được viết tắt. Được chưa nào? Ví dụ là như thế nhá. Thì đây sẽ là cái mở đoạn cho chúng ta, sau đó chúng ta sẽ viết tiếp luôn. Hãy nhớ là bố cục của đoạn văn thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải làm gì ạ? Viết thành một cái đoạn văn hoàn chỉnh và không có cái việc xuống dòng và lùi vào đầu dòng khi mà đang viết đâu. Ok chưa? Nhớ điều đấy giúp cho chị nhá. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý giúp chị khi mà viết xong cái phần này dẫn dắt vào rồi. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ giải thích một chút. Chúng ta sẽ dùng khoảng 2 đến 3 câu để giải thích. Giải thích về gì ạ? À, về sức mạnh vươn lên trong cuộc sống là gì? Được không nào? Thì sức mạnh vươn lên trong cuộc sống có thể được hiểu đó chính là nghị lực, là ý chí của con người trong cuộc sống. Và dựa vào điều này thì con người có thể gặt hái được những thành công và thành quả tốt đẹp. Được không ạ? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra quan điểm là các em có đồng tình hay không. Thì ở đây ví dụ chúng ta sẽ đồng tình với quan điểm sống này, đó chính là khi mà chúng ta cần phải có sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống này thì chúng ta đồng tình. Sau đó các em sẽ đưa ra một cái dẫn chứng cho chị. Dẫn chứng cụ thể về một con người có sức mạnh vươn lên trong cuộc sống và nhờ vào cái sức mạnh vươn lên trong cuộc sống của mình mà đã đạt được thành công. Có thể lấy ví dụ như Nick Vujicic, phải không ạ? Nick này. Sau đó tìm một cái khía cạnh. Nick đã từng có một cái ý định tự tử bởi vì bản thân đây là một cậu bé sinh ra mà không có chân, không có tay. Nick đã từng bị bạn bè dè bỉu rất là nhiều và có những cái giây phút Nick đã nghĩ là mình sẽ chết đi bởi vì cái cuộc sống này mình không thể chịu đựng được những cái áp lực. Thế nhưng mà nhờ vào lời động viên của mẹ và dựa vào cái khả năng sống tiềm tàng, cái nghị lực của bản thân mình mà Nick đã vượt qua được cái giây phút đó. Và sau đó thì Nick đã cố gắng học tập, chính nhờ vào cái sự nghị lực vươn lên trong cuộc sống, sức mạnh vươn lên trong cuộc sống như vậy mà Nick đã có được gì ạ? Nick đã có được thành công như hiện tại, trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho rất nhiều người, là tác giả của rất nhiều những đầu sách lớn, phải không nào? Gọi là best seller luôn, bán trên toàn cầu luôn. Và chúng ta thấy được một cái tinh thần rõ ràng là đây là một trong những cái minh chứng rất là rõ ràng cho việc sức mạnh vươn lên trong cuộc sống sẽ giúp cho bạn có thể gặt hái được những thành công. Được không nào? Nhá. Thì các em sẽ đưa ra một cái dẫn chứng này giúp cho chị. Ok chưa nào? Nhá. Thì hoặc là các bạn cũng có thể đưa ra một cái dẫn chứng về một người, đó chính là Khang A Tủa. Các bạn biết không? Chàng trai dân tộc Hờ Mông nhà Mù Căng Chải đấy. Sau khi mà học bách khoa thì đã quyết định là rời bỏ ngôi trường này đấy, để đến với một cái ngôi trường quốc tế khác, phải không ạ? Là niềm tự hào của dân làng, của cả cái bản làng lúc bấy giờ luôn đấy. Rất là khó khăn, đã hồi bé thì đã 4 lần bỏ học, nhưng mà sau đó vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình, phải không ạ? Đấy, thì đấy cũng là một cái dẫn chứng rất là hay. Hoặc là các bạn có thể lấy dẫn chứng về thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng có thời gian đã từng gì ạ? Đi làm thợ hồ.
Bởi vì nghĩ rằng là cái nghiệp bóng đá mình không thể theo được, mình không thể nào mà theo được, mà hoàn cảnh gia đình thì rất là khó khăn. Thế nhưng mà cuối cùng thì chúng ta có thể thấy là gì ạ? Tất sau tất cả những cái nỗ lực không từ bỏ ước mơ của mình, nghị lực vươn lên trong cuộc sống của mình, thì Bùi Tiến Dũng đã gì ạ? Đã trở thành, bây giờ đã trở thành một trong những cái thủ môn xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam, phải không nào? Thì đấy, các bạn có thể thấy đấy cũng là một cái tấm gương về sức mạnh vươn lên trong cuộc sống, mang đến cái thành quả ngọt ngào như thế nào thì các bạn cũng sẽ có thể lấy nhá. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ liên hệ bản thân giúp chị, được không ạ? Liên hệ bản thân các em, ở trong cuộc sống các em đang có những cái khó khăn gì, đứng trước cái những cái lựa chọn của mình, đứng trước những cái lựa chọn về giảng đường đại học, về những ngôi trường đại học, về ước mơ của mình ở trong thời gian sắp tới, các em có những cái khó khăn gì, và các em nghĩ rằng bản thân mình có cần phải nuôi dưỡng cái sức mạnh vươn lên trong cuộc sống, nghị lực sống hay không, ý chí sống hay không, thì đấy, các bạn có thể đưa ra cái liên hệ bản thân mình, được không ạ? Sau đó thì các bạn sẽ kết đoạn, khẳng định lại, được không ạ? Sức mạnh vươn lên trong cuộc sống, nghị lực, ý chí của con người trong cuộc sống là một, là điều mà chúng ta luôn luôn phải gìn giữ, phải không ạ? Bởi vì là nếu như các bạn mất đi điều này thì cuộc sống của các bạn trước mắt chỉ toàn là những cái màu xám cho và rất là u ám. Chỉ cần các bạn có đủ niềm tin thì chắc chắn là gì ạ? Thành công sẽ đến với các bạn. Ví dụ như vậy thì các bạn sẽ đưa ra cái thông điệp ở đây. Thông điệp, được không nào? Các em có thể kết đoạn theo kiểu là có rất là nhiều người tin vào sức mạnh của mình và đã làm nên những điều phi thường. Chúng ta, tôi không nghĩ bản thân mình là một người phi thường, nhưng tôi sẽ làm những điều bình, nhưng tôi sẽ làm những điều bình thường bằng tất cả ý chí và nghị lực của tôi. Ví dụ như vậy, hiểu không ạ? Thì đưa ra một cái thông điệp và kêu gọi mọi người là hãy tiếp tục phát huy điều này. Hãy nuôi dưỡng ý chí và nghị lực của bản thân mình, bởi vì đó sẽ là cái chiếc chìa khóa để dẫn chúng ta đến với thành công. Có rất là nhiều người đã thành công và làm được những điều phi thường. Chúng ta thì không cần làm những điều phi thường, hãy làm những điều bình thường thôi. Nhưng mà hãy làm bằng tất cả nhiệt huyết của mình, niềm tin của mình, ý chí và nghị lực của mình, thì chắc chắn đó cũng sẽ là những điều phi thường ở trong lòng những người bên cạnh chúng ta, những người xung quanh chúng ta. Ok không? Nha. Thì đấy là một cái thông điệp. Hãy đưa ra một cái thông điệp mà nó có cái giá trị ở trong thời điểm hiện tại và thúc đẩy người ta là hành động. Người ta phải thay đổi suy nghĩ đi, người ta phải thay đổi hành động đi, thì đấy mới là cái thành công của cái bài nghị luận xã hội. Chị luôn luôn nói với các bạn rằng là chúng ta không cần phải cái gì quá hoa mỹ cho bài nghị luận xã hội, bởi vì thậm chí là chúng ta chỉ có khoảng 200 từ để chúng ta viết thôi, khoảng 2/3 trang giấy để chúng mình viết thôi. Thế nên các bạn không nên tham lam, vì nếu như các em tham lam thì các bạn sẽ viết một cái bài rất là hời hợt. Chị muốn là các em sẽ viết một đoạn văn để cho mọi người đọc cái đoạn văn đấy, và mọi người nghĩ rằng là đúng, tôi nên làm như vậy và tôi nên thay đổi suy nghĩ của mình như vậy. Được chưa nào? Nhá. À, thì nếu như mà các bạn muốn được cùng với chị chữa nhiều những cái đề nghị luận xã hội hơn thì các em có thể tham khảo khóa học online vào tháng 10 của chị nhé. Hiện tại thì chị cũng đang có khóa học online khai giảng vào cuối tháng 10 này, thì các em có thể tham khảo khóa học này bằng cách là nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để được giải đáp nhanh nhất nhé. Còn nhắn tin cho chị thì chắc là trả lời sẽ hơi chậm đấy, được không nào? Nên là hãy nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để được giải đáp nhiều hơn những cái thông tin mà các em đang băn khoăn thắc mắc về việc là có thể đồng hành cùng với chị Hiên trong kỳ thi năm nay hay không. Ok chưa? Rồi, các bạn thân mến, đấy là cái câu mà chúng ta đã cùng nhau giải quyết ở trong đề này. Phải không ạ? Một câu đọc hiểu và một câu nghị luận xã hội. Ok chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại để chia sẻ một chút xíu cùng với chị nhá. Được không nào? Hello! Các bạn thân mến, các em có hiểu bài không nhở? Các bạn có hiểu bài không? Các em có hiểu bài không? Các bạn có hiểu bài chị vừa mới giảng cho các bạn không ạ? Các em có hiểu bài chị vừa mới giảng cho các em không? À, nào các bạn ơi, nhanh chóng quay trở lại đây cùng với chị nào. Các em có hiểu bài chị vừa mới giảng cho các bạn không nhỉ? À, ok, hiểu là tốt rồi. Quan trọng nhất đối với chị đó chính là các em hiểu bài. Chỉ sợ là các bạn lại không hiểu bài thì buồn lắm. Trong khi mà cố gắng gọi là hết sức như thế giảng, gọi là dùng hết công lực như thế mà các bạn không hiểu thì buồn lắm.
Rồi, ok. Các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì chị còn muốn chia sẻ với các bạn về một tác phẩm nữa. Vì chị nghĩ rằng là chẳng có lý do gì mà trong buổi tối gặp nhau chúng ta lại không chia sẻ với nhau về một tác phẩm nào đấy. Bởi vì chị nghĩ là cái phần tác phẩm cũng là một phần rất là quan trọng. Thì ngày hôm nay chị đã chữa cùng với các bạn về gì ạ? Chị đã chữa cùng với các bạn về một câu đọc hiểu và một câu nghị luận xã hội rồi nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu một chút xíu về một cái tác phẩm hoặc là về một tác giả nào đấy. Được không ạ? Ở buổi ngày hôm qua thì chị có định hướng cho các bạn về Quang Dũng, về Tây Tiến và về Tuyên ngôn độc lập rồi, đúng không? Thì chị nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói một chút xíu về nhà thơ Tố Hữu đi. Và chị cũng muốn cùng với các bạn điểm qua một số những cái bài thơ của nhà thơ Tố Hữu nữa. Vì chị cũng rất là thích nhà thơ này, được không ạ? Sao các bạn có gì hỏi chị? Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết một bài thơ mang tên là Emily con, phải không ạ? Emily, bài thơ như sau. Emily con đi cùng cha, sau con lớn con lạc đường, con thuộc đường khỏi lạc. Đi đâu cha? Ra bờ sông Potomac. Xem gì cha? Không con ơi, chỉ có lầu ngũ giác. Ôi con tôi đôi mắt tròn xoe, ôi con tôi mái tóc vàng hoe. Đừng có hỏi cha nhiều con nhé, cha bế con đi tối con về với mẹ. Washington buổi hoàng hôn, ôi những linh hồn còn mất. Hãy cháy lên sự thật. Johnson tội ác bay chồng chất, cả nhân loại căm hờn. Con quỷ vàng trên mặt đất, mày không thể mượn nước son của Thiên Chúa và màu vàng của Phật. McNamara mày trốn đâu giữa bãi tha ma của tòa nhà năm góc. Mỗi góc mỗi châu, mày vẫn chui đầu trong lửa nóng, như đà điểu rúc đầu trong cát bỏng. Emily con, trời sắp tối rồi, cha không bế con về được nữa. Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa, đêm nay mẹ tìm đến con. Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn cho cha nhé. Và con sẽ nói dùm với mẹ, cha đi vui xin mẹ đừng buồn. Washington buổi hoàng hôn còn mất, đã đến lúc phút lòng ta sáng nhất. Ta đốt thân ta cho ngọn lửa chói lòa sự thật. Các bạn thân mến, có thể thấy rằng là bản thân nhà thơ Tố Hữu là một nhà thơ mà cả cuộc đời mình dành trọn gì ạ? Cả cuộc đời mình dành trọn cho đất nước, cho dân tộc, cho quê hương. Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ, như cha, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng là Tố Hữu là một chiến sĩ cộng sản trung thực vô ngần. Và cũng nói rằng Tố Hữu là một người mà mang cả con tim của mình để trao cho đất nước, cho tổ quốc, cho quê hương. Tố Hữu từng bảo rằng là mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Em xấu hổ, thế cũng nhiều anh nhỉ, rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí. Chúng ta thấy rằng là một nhà thơ đã từng tâm sự, tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình, đã viết về đất nước, về nhân dân của mình như nói với người đàn bà mình yêu. Và những thơ đó cũng đã từng khẳng định thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình và gắn cả cuộc đời của mình với cuộc đời cách mạng. Tố Hữu là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cũng là một nhà thơ đã viết một bài thơ mà người ta sau này coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, bài thơ Việt Bắc, cũng coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu, cũng chính là bài thơ này, là bài thơ mà các bạn được học trong chương trình ngữ văn lớp 12 đấy ạ. Nhưng mà chúng ta chỉ học phần đầu thôi, còn phần sau thì chúng ta không có trích dẫn ở trong này, được không nào? Nói về nhà thơ Tố Hữu, chúng ta sẽ phải nhắc tới phong cách thơ trữ tình chính trị. Đây được coi là phong cách thơ nổi bật nhất của người nghệ sĩ này trong quá trình sáng tác của mình. Viết về những sự kiện trọng đại của dân tộc nhưng lại bằng một giọng thơ gì ạ? Bằng một giọng thơ thủ thỉ tâm tình. Cả cuộc đời của Tố Hữu viết về đất nước, viết về quê hương, viết về đề tài người lính, được không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là Tố Hữu cũng đã từng giữ những cái chức vụ rất là quan trọng, bởi vì sự nghiệp song song với sự nghiệp thơ thì Tố Hữu còn có sự nghiệp chính trị nữa, phải không ạ? Và nhà thơ Tố Hữu bao giờ cũng vậy, có lẽ là bởi vì ảnh hưởng từ mảnh đất mình sinh ra là mảnh đất Huế, ảnh hưởng từ người cha, từ cha, từ mẹ của mình, thế nên giọng điệu của thơ Tố Hữu bao giờ cũng mang một cái tinh dân tộc rất là cao, phải không ạ? Và cụ thể chúng ta thấy được trong bài thơ Việt Bắc chính là một minh chứng tiêu biểu như vậy. Ok chưa? Thì đấy là một số những cái nét mà chị muốn các bạn sẽ lưu ý về nhà thơ này, được không ạ?
Ngày hôm nay thì có lẽ là chị sẽ chỉ chia sẻ với các bạn đến đây thôi. Còn lại thì bây giờ thì chị cũng đã phát trực tiếp với các bạn được gần 1 tiếng rồi, phải không nào? Chúng ta đã cùng với nhau đi rất là tỉ mỉ và chi tiết về một cái đề mà chị nói với các bạn rồi. Và chị cũng nghĩ là các bạn cũng đã có được một cái định hình khá là rõ cho việc làm đề như thế nào và cách trình bày ra sao rồi, phải không ạ? Các bạn ơi, có lẽ là ngày hôm nay chúng mình sẽ dừng lại đây nhá. Rồi, và rất là cảm ơn các bạn vì đã theo dõi phần livestream của chị ngày hôm nay cực kỳ là chi tiết, cực kỳ là cẩn thận. Phải không ạ? Có vấn đề gì cần chị giúp đỡ hay cần chị hỗ trợ thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chị nhá. Được không nào? Rồi, chị biết chứ, bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tô Hữu. Xuân mấy hôm dày đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa. Chiều nay con chảy về thăm bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Con lại lần theo lối sỏi quen, đứng lên thang các đứng nhìn lên. Chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn. Bác đã đi rồi sao bác ơi, mùa thu đang đẹp nắng xanh trời. Miền Nam đang thắm mở ngày hồi, rước bác vào thăm thấy bác cười. Chị biết bài thơ đấy chứ? Được không ạ? Rồi, cảm ơn các em vì ngày hôm nay đã xem hết phần livestream này. Và chị hy vọng là sẽ sớm được quay trở lại cùng với các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi livestream tiếp theo nhé. Nếu như mà có mong muốn thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khóa học online tháng 10 này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát trực tiếp theo. Bye bye, cảm ơn các em.